Thì trong những video trước thì mình đã hướng dẫn anh chị các bạn những kiểu tất cả bạn khác nhau, những kiểu mà như là mình đã hướng dẫn những video trước là single point hand, double point hand và overtime. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn là anh chị các bạn cái kiểu thấp, đó là kiểu half windsor. Cái kiểu half windsor hay là kiểu windsor nói chung á, thì nó phù hợp cho những đối tượng là những người mà như là doanh nhân, những người là trên làm chính trị, thì thắt cái kiểu thắt này nó sẽ phù hợp hơn so với những kiểu thắt kia. Những kiểu thắt kia thì anh chị các bạn sẽ ứng dụng nhiều hơn vì nó trẻ trung năng động, và những kiểu thắt này thì mang cái cách là chỉ chu cao hơn so với những kiểu đó. Thì cái kiểu mình đang thắt đây là cái kiểu half windsor. Do mình đang cái mặc cái áo kiểu cổ áo này của phần dao, khi mà mình thắt kiểu này thì nó sẽ che đi, nếu nhìn không thấy cổ áo nó to. Thì kiểu half windsor hay là kiểu windsor nó là kiểu thắt cổ ấu. Nếu mà phù hợp nhất là mình mặc cái áo kiểu như áo cổ trẻ lắm, nữa là cổ express, thì nó sẽ ok hơn so với kiểu là trùm đao này. Thì đây mình hướng dẫn cho anh chị bạn cách để mặc thắt. Mỗi kiểu thắt thì nó cái cách ứng dụng nhau. Cái kiểu và thắt half windsor đúng rồi, thì anh chị cần rút cái vài ra, anh chị giật phát nó là thẳng ra luôn, nó không giống như kiểu như là kiểu double point hand, thì anh chị thắt kiểu tháo rút ra. Thì trong video lần trước thì mình đã hướng dẫn anh chị cách cái kiểu thắt overtie. Thì cái kiểu thắt này nó cũng gần giống kiểu overtie, nhưng mà nó cái cách thắt nó khác nhau một chút xíu thôi. Về cái cách thắt, ví dụ đây mình sẽ hướng dẫn được đây bạn, trước khi thắt bạn mình cũng để kéo về để cho nó phẳng phiu cái áo phía sau, và cái cà vạt này nó không bị cộm mình phía sau. Rồi bạn định hình tùy cơ thể người mình sẽ phù hợp, mình chọn ví dụ mình đến đây ok, thì mình sẽ thắt bắt đầu mình từ bên phải qua bên trái rồi đó, và mình sẽ cầm mình vòng một vòng sang, và mình cầm cái đầu này cho vào phía trước, tức là từ ngoài vào trong, như kiểu như overtie thì mình từ trong ra ngoài, như anh chị xem video trước thì mình sẽ làm từ trong ngoài và mình kéo xuống, thì nó tạo ra một cái kiểu cổ ấu đây, và anh chị làm sao để cho nó cổ nó chắc chắn một chút xíu đó, nhìn sẽ chắc chắn một chút xíu đây, kiểu như cổ ấu đây. Rồi anh chị bạn sẽ vòng một vòng đó, cũng tạo một vòng này phía này, anh chị là bắt đầu từ bây giờ anh chị bắt đầu từ trong ra ngoài, anh chị kéo xuống, và cái kéo xuống để mà giữ có tạo một cái nếp ở phía ở đây, tưởng khi phía ở đây anh chị cầm hai bên này, anh chị kéo nhẹ nhẹ xuống thì nó tạo ra một cái ni phía ở trong đây, thì mình nó sẽ đúng với phong cách windsor hơn. Rồi sau đó anh chị cầm kéo cái cà vạt lên. Đối với kiểu những cái kiểu trước cái phong cách trước kiểu là point hand và overtie, thì anh chị có thể là cái cà vạt cũng thể nó cái này cái trong và để bên ngoài thì nó sẽ đúng gu hợp hơn, nhưng đối với kiểu windsor thì nó đòi hỏi cái sự chỉn chu, thì cái phía trong anh chị phải cho vào bên trong này, nét bên trong này. Đây là cái có thể là anh chị bạn xem một số video trước sẽ thắc mắc là tại sao mình lại để cái trong ra ngoài, thì bây giờ mình giải thích luôn cho anh chị bạn có thể thấy được rõ hơn. Rồi thì cái kiểu thắt đúng rồi, thì cái độ dài của cà vạt này nó đến cái cả quần là ok, đừng ngắn quá, đừng lên trên về đừng xuống dưới, thấp quá thì nó sẽ không có đẹp, nó không có chỉnh chu, nó không có phù hợp. Nếu mà mình để nó dài quá thì rất là lộn xộn, còn nếu trên cao quá thì giống như trẻ con nó cũng là không có đẹp. Nên anh chị các bạn phải lưu ý khi mà tất cả bạn này, và sau đó anh chị bạn cài cổ xuống đó. Vậy là mình đã hướng dẫn xong anh chị các bạn cách mà có thể thắt một cái kiểu cà vạt half windsor. Cái kiểu half windsor với khác kiểu full windsor ở chỗ nào, kiểu full windsor thì cổ ấu rất là to, thì nó phù hợp cho những anh chị các bạn nào nó cổ người hơi mập một xíu, hay người lớn tuổi thì họ thích cái kiểu thấp làm sao nó cổ ấu to, thì nhưng mà thấy rằng là cái đó nhìn hơi già,
mình thắt cái kiểu hát user là ok nhất. Vậy là mình đã hoàn tất xong một số video để hướng dẫn anh chị bạn những kiểu thắt đơn giản nhất, phổ biến nhất hiện nay. Có thể là có rất nhiều cái kiểu thắt khác nhau, có tên gọi khác nhau, nhưng theo đánh giá của mình thì đây là những kiểu thắt mà đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất và chỉn chu nhất, phù hợp với những anh chị em mà thường xuyên mặc quần áo đồ Âu này, vest này, thì là ok nhất. Cảm ơn chị bạn rất nhiều.